Những cây cầu, đường hầm, giếng, đập là những kiến trúc phổ biến trên toàn thế giới. Lý do nào giúp cho chúng có thể trụ vững theo thời gian? Xin chào, ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về nó nhé. Để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta sẽ phải tìm hiểu thế nào là cấu trúc vòm và chuỗi. Hình vòm là một thành phần cấu trúc phổ biến và đẹp. Chúng hiện hữu ở mọi nơi, các bạn có thể tìm thấy chúng trong cầu, tòa nhà, đường hầm, giếng, đập và nhiều nơi khác. Chuỗi cũng được sử dụng rộng rãi và chúng có thể được tìm thấy trong các thiết bị nâng, sân chơi và nhiều vị trí khác. Mình sẽ chỉ ra các điểm tương đồng gần nhau tồn tại giữa vòm và chuỗi treo. Vì các chuỗi dễ hơn, trước tiên chúng ta hãy nói về chúng. Hãy xem hai chuỗi cạnh nhau này. Một cái có trọng lượng nhẹ trong khi cái kia nặng hơn. Như các bạn có thể thấy, trọng lượng của một chuỗi treo tự do không ảnh hưởng đến hình dạng của nó. Nhưng khoảng cách giữa các đầu thì có. Mỗi hình dạng này được gọi là vòng cung và mỗi vòng cung tương tự như một hình parabol. Nếu chúng ta thêm tải trọng bên ngoài vào một dây xích nhẹ, hình dạng của nó sẽ thay đổi đáng kể. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thêm một khối lượng vào chuỗi dây nặng? Nó chỉ ra rằng trọng lượng có ít ảnh hưởng đến hình dạng của chuỗi dây nặng. Chuỗi thường được gọi là hệ thống căng vì mỗi liên kết của chúng mang sức căng. Chú ý rằng không có lực hoặc moment uốn nào được chuyển từ liên kết này sang liên kết tiếp theo. Nếu chúng ta tạo ra một hình ảnh phản chiếu của một chuỗi treo, chúng ta sẽ có một hình vòm. Trong một vòm, các thành phần đẩy vào nhau, không giống như liên kết chuỗi có xu hướng kéo nhau ra xa. Đối với các nhà xây dựng cổ đại, điều này thể hiện một lợi thế to lớn. Nếu họ đặt một loạt các viên đá vào đúng vị trí, chúng sẽ đẩy nhau và giữ nguyên ở đó. Điều này tạo ra các cấu trúc vừa đơn giản để xây dựng, vừa có độ bền cao. Đây là một sự khác biệt khác giữa cấu trúc chuỗi và vòm. Bởi vì chuỗi là hệ thống căng, chúng tự động định hình để mang lại bất kỳ tải trọng nào được áp dụng tốt hơn. Còn vòm là hệ thống nén, chúng làm ngược lại. Vì vậy, nếu chúng không được định hình phù hợp với tải trọng mà chúng được yêu cầu mang theo, chúng có thể bị sụp đổ. Thế nên, các nhà thiết kế phải điều chỉnh sao cho cấu trúc vòm có thể chịu được. Vậy làm thế nào để tìm ra hình dạng vòm phù hợp? Một cách khá dễ, chỉ cần treo ngược nó lên để nó hoạt động như một hệ thống dây chuyền, chịu được tải trọng và duy trì các góc đó khi lật ngược nó lại. Vào cuối những năm 1800, một kiến trúc sư nổi tiếng tên là Antoni Gaudí đã sử dụng chính xác kỹ thuật này để thiết kế mái vòm của thánh đường nổi tiếng ở Barcelona, Tây Ban Nha. Để tìm ra cách tạo hình các mái vòm, ông đã xây dựng một mô hình chính xác và lộn ngược nó. Mô hình của ông giống như mô hình dây chuyền này. Nó thay đổi hình dạng khi ông thêm các trọng lượng nhỏ tương ứng với tải trọng của mái nhà và đặc điểm khác mà mái vòm phải hỗ trợ. Các dữ kiện cuối cùng thu được giúp ông ấy thấy hình dạng chính xác để sử dụng cho mỗi vòm. Trong nhiều cấu trúc trong thế giới thực, trọng lượng vòm lớn hơn nhiều so với bất kỳ tải trọng chuyển động nào. Trong những trường hợp này, hình dạng vòm không cần tính đến vị trí chính xác của các tải trọng đó. Ý tưởng này phù hợp với chuỗi dây nặng, không thay đổi hình dạng khi thêm các vật trọng lượng nhỏ. Bây giờ hãy xem xét một thiết kế vòm phổ biến, bắt đầu với hình bán nguyệt. Bạn có nghĩ một vòm hình bán nguyệt dày có thể nâng đỡ trọng lượng của chính nó? Như bạn có thể đoán, nó có thể. Đây là một vòm bán nguyệt khác. Nó có cùng kích thước và hình dạng với cái trước, nhưng chúng mỏng hơn. Vòm hình bán nguyệt mỏng này có thể chịu được trọng lượng của chính nó không? Bạn có thể đoán rằng nó sẽ sụp đổ, nhưng bạn có thể giải thích tại sao không? Để suy nghĩ kỹ hơn, giả sử chúng ta sửa đổi các phần cuối của vòm mỏng này để chúng nghiêng thêm về phía bên ngoài. Hình dạng mới có thể hỗ trợ trọng lượng của chính nó không? Nó có thể, nhưng bạn có thể giải thích kết quả cho tò mò này không? Bí ẩn về việc vòm nào có thể chịu được trọng lượng của chính chúng và điều gì sẽ không thể giải quyết được với sự hỗ trợ của dây xích treo. Hãy nhớ rằng cấu trúc vòm và chuỗi là hình ảnh phản chiếu của nhau như thế nào và cách nào để chuỗi dây cho bạn biết hình dạng phù hợp để sử dụng. Giả sử bạn muốn đánh giá một thiết kế hình vòm cụ thể, bạn có thể treo một chuỗi hoàn toàn bên trong hình dạng của vòm đó, thì đó là một hình dạng có thể chịu được trọng lượng của chính nó. Chúng được gọi là thử nghiệm dây chuyền. Vòm hình bán nguyệt mỏng này có vượt qua được bản kiểm tra dây chuyền không? Không, bởi vì không thể định hình một chuỗi treo sao cho nó nằm hoàn toàn bên trong mặt cắt của vòm, và đó là lý do tại sao nó sụp đổ. Một cách để làm cho hình vòm vượt qua thử nghiệm dây chuyền là làm cho nó dày hơn. Một giải pháp khác là thay đổi hình dạng của vòm để nó tuân theo các hình dạng chuỗi. Đối với vòm này, chúng ta có thể làm điều đó bằng cách nghiêng các thành phần cuối cùng của vòm ra ngoài. Như các bạn có thể thấy, khi
khi hình dạng vòng theo chuỗi, nó sẽ đứng thẳng lên. Thay vào đó, giả sử chúng ta thêm lực vào chuỗi để làm cho nó tuân theo hình dạng của vòng mãn nguyệt, các lực bên ngoài tác dụng tại điểm này trên chuỗi sẽ thực hiện công việc. Chúng thay đổi hình dạng dây xích thành một thứ giống hình mãn nguyệt hơn. Hãy nhớ rằng một chuỗi là một hệ thống sức căng, trong khi một vòm là một hệ thống nén. Do đó, chúng ta phải đảo ngược các lực dây chuyền bên ngoài khi tác dụng chúng lên vòm. Khi các lực thích hợp được tác dụng lên vòm, nó sẽ đứng vững. Và nếu chúng ta bỏ chúng đi, chúng sẽ sụp đổ. Các lực tác động lên các đầu vòm cũng rất quan trọng đối với sự ổn định của nó và cũng khá dễ để chứng minh điều này. Nếu bạn chống tay và đặt hai cổ trỏ như thế này, bạn có thể cảm nhận được các lực đang giữ cho quý tay của bạn ở đúng vị trí. Những lực đó có thành phần thẳng đứng. Bạn có thể cảm thấy như bàn đẩy lên trên quý tay của bạn. Chúng cũng có một thành phần nằm ngang hướng vào trong do ma sát giữa quý tay và bàn. Bạn cũng sẽ nhận ra những lực này tùy thuộc vào vị trí quý tay của bạn. Khi quý tay của bạn gần nhau hơn, các lực sẽ trở nên thẳng đứng và các thành phần nằm ngang của chúng sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn di chuyển quý tay ra xa, bạn sẽ phát hiện ra rằng lực nằm ngang sẽ tăng lên. Khi thực hiện các bài kiểm tra này, điều quan trọng bạn không được sử dụng các cơ ở cánh tay để ngăn khuỷu tay di chuyển ra ngoài. Nếu bạn dang rộng khuỷu tay, lực nằm ngang cần thiết để hỗ trợ khuỷu tay của bạn có thể lớn hơn lực ma sát có sẵn và vòm mô hình của bạn sẽ sụp đổ. Trong một tấm cao su có thể làm tăng lực ma sát có sẵn ở khuỷu tay của bạn và do đó ngăn chặn sự sụp đổ. Vòm có thể có nhiều hình dạng, từ cao và hẹp, nông và rộng. Và những máy vòm nông như thế này thường có thể chịu được một lượng tải trọng đa ngẫu nhiên, nhờ giá đỡ của chúng cũng đủ lực ngang. Trong thế giới thực, các giá đỡ vòm thường có các cạnh để truyền các lực ngang này tốt hơn. Dưới đây là một vài sự thật thú vị khác về máy vòm. Các lực ngang mà vòm mãn nguyệt cần có thể được cung cấp bởi vật liệu lấp đầy không gian xung quanh chúng. Trong video này, nó được sử dụng các khối mô hình để đắp, nhưng trong thực tế, đá hoặc đất thường được sử dụng. Ngoài ra, nếu nhiều máy vòm được đặt từ đầu đến cuối, các lực ngang ở đầu của chúng có thể được tạo ra để cân bằng và chúng có thể được hỗ trợ trên các cột mỏng là kinh ngạc. Các máy vòm có thể nằm nghiêng và được sử dụng để hỗ trợ các lực ngang lớn như lực nước tác động đến con đập. Khi nhìn từ trên xuống, con đập này cũng có hình dạng giống như một sợi dây xích đang treo. Và một điểm cuối cùng, không phải tất cả các cấu trúc hình vòm đều thực sự hoạt động như thế. Ở ví dụ này, hình dạng vòm phần trên cầu chỉ có tính chất trang trí. Có rất nhiều thứ để nói về cấu trúc vòm và chuỗi, nhưng trong video này tập trung giới thiệu những điều cơ bản. Các bạn nghĩ thế nào về cấu trúc vòm và chuỗi? Liệu rằng chúng có thực sự quan trọng không? Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem. Đừng quên bấm đăng ký và chia sẻ video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.